Lô, xin chào các bạn. Trên tay mình đây đang là một chai nước hoa. Có giới hạn số lượng chỉ 55 chai ở trên thế giới. Trời ơi, nhìn cái hộp của nó thôi đã thấy kiểu xịn sò rồi. Các ông thì thường có một cái suy nghĩ rằng 55 chai trên thế giới, nếu mà nó nổi tiếng như vậy, nó limited như vậy thì người Việt làm sao mà mua được. Nhưng mà thực sự thì người Việt Nam mình rất là sành điệu, đặc biệt là với những cái thú chơi mà nó đã ăn vào máu rồi ấy. Thì những cái chai limited thì các bạn cũng nghe là nhiều chai rượu ở Việt Nam, mặc dù có số lượng sản xuất rất ít nhưng mà Việt Nam mình cũng có rất nhiều đại gia có. Thì ở mảng nước hoa này cũng như vậy, mặc dù có 55 chai thôi, nhưng ở Việt Nam ta thì hiện tại có anh Phạm Ngọc Quý, anh cũng đã sở hữu vài chai của cái nhà Adia Lê Văng này rồi. Và trên tay mình đây đang là Serafimi. Và mình cũng có nói với anh Quý rằng là anh ơi, khả năng là em mượn hơi lâu đấy, tại vì những cái mùi indie này để mà cảm nhận được, để mà chia sẻ và tìm hiểu được câu chuyện ở phía sau, nó là một cái quá trình rất là dài và lên được nội dung để có thể chia sẻ đến mọi người, để giới thiệu với mọi người rằng ngoài những chai rất dễ ngửi của những nhà designer hoặc cao cấp hơn, nó là thương hiệu niche, thì ở mảng nước hoa chúng ta còn một cái mảng rất nghệ thuật để các perfumer, những cái người yêu hương hoàn toàn có thể truyền tải được cảm hứng, được câu chuyện, thậm chí rằng cả cái về cái vẻ đẹp của quốc gia, của lịch sử, của tôn giáo, của từng đất nước. Và đây là một trong những thương hiệu như vậy. Cùng nhau tìm hiểu nhé. Trước tiên thì thương hiệu Adia Lê Văng này là một thương hiệu làm mùi hương theo hơi hướng kiểu nghệ thuật, và nó đến từ Romania theo những cái thông tin mà ở đây mà mình cũng nghe. Thực ra thì Romania thì chúng ta thậm chí rằng là nghe và biết rằng là ở đây có những cái vùng du lịch như thế nào thì có lẽ là rất là ít người quan tâm. Chúng ta chỉ kiểu đi nghe đến Paris hay là kiểu đến New York, rồi đến những cái vùng biển nghe có vẻ hay ho hơn, hay là Sicily. Thì nhưng mà ở Romania thì nó có cái gì thực sự là tôi cũng không biết, nói là cái lá cờ của họ ra sao thì có lẽ là mình cũng rất là ít khi quan tâm. Nhưng mà để mà nói rằng một thương hiệu nước hoa đến từ đấy thì chắc chắn là một cái dấu hỏi cực kỳ lớn. Bên cạnh đó thì theo như cái thương hiệu Adia Lê Văng này chia sẻ, đó là qua những cái tác phẩm về mùi hương thì họ muốn truyền tải cái lịch sử, cái tôn giáo, một cái thời kỳ rất là gọi chiến tranh, cũng như là những cái về cái ảnh hưởng tôn giáo, rồi thậm chí rằng thiên nhiên, đất đai của họ, những câu chuyện của riêng perfumer qua những cái tác phẩm sáng tạo nghệ thuật. Nên các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những cái thiết kế của họ trông cũng rất là dị. Và toàn bộ những cái thiết kế này đều được làm thủ công bằng tay. Bây giờ thì mình sẽ mở ra nhá. Trước tiên là cái dây này, cái dây cao su này là các bạn cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy. Đây, dây da chứ không phải là cao su. Nó được hoàn thiện một cách kiểu nó như kiểu một bộ quần áo luôn ấy. Đây, các bạn hoàn toàn nhìn thấy này. Đó, đây. Trông thật mà nhìn nó rất là chắc chắn chứ không phải là kiểu gá lên cho nó có nhá. Và cái dây này thì nó được luồn ở phía hai bên hông và ở cái phần đáy chai này luồn ra. Và ở bên này chúng ta cũng có thể có một cái lỗ để chúng ta thò tay vào, chúng ta cậy lên như này. Và ở đây thì chúng ta có một cái, đó chính là cái tên khắc lên là Adia Lê Văng Parfum Handmade Romania. Rất hay ho. Ở bên trong chiếc hộp thì chúng ta có một cái tờ giấy làm nó có cái hơi hướng kiểu như một tờ giấy cháy dở, hay là các bạn hóa vàng thì các bạn sẽ thỉnh thoảng thấy những cái tờ giấy kiểu như này, kiểu nó sót lại ấy. Thì ở đây cũng ghi một cái dòng chữ hoàn toàn bằng tiếng Anh như thế này, cũng như là những cái chấm kiểu vẩy nến vào, nhìn trông kiểu rất là dị. Tiếp tới thì đó sẽ là một cái khăn da như thế này. Đây. Và ở trong cái khăn này nó ghi một cái chữ. Đây là cái dây quấn nhá, thì các ông có thể để ý này. Đó. Còn cái số của chai nước hoa này nó có là số 36, tức là đây là chai nước hoa 36 trên 55 chai ở trên thế giới. Đấy. Ok chưa? Đấy. Ở dưới thì chúng ta cũng có thể có được cái là những cái kiểu mùn gỗ để có thể để chai nước hoa đảm bảo an toàn hơn. Tóm lại là tôi nhìn cái chai nước hoa này trông kiểu nó cũng hơi đặc biệt đấy. Cái màu sơn thì các bạn nhìn thấy là màu vàng và màu đỏ, cảm giác nó như kiểu một cái hộp kho báu vậy. Đây. Và toàn bộ về phần thiết kế này
hộp lẫn chai nước hoa đang có ở đây thì được làm hoàn toàn từ tự nhiên, là thủ công, được lấy từ gỗ này, từ kim loại, cũng như là những cái tấm da, rồi tất tần tật những cái gì để tạo nên chai nước hoa này. Các bạn nhìn thấy có cả đinh ở phần trên này nhá, ở đây đó. Nên là những cái sản phẩm của họ thì gần như là không một sản phẩm nào giống sản phẩm nào cả. Nên là với cá nhân mình thì cái thiết kế kiểu như này kiểu chắc là chả thằng nào làm fake được. Nhìn trông nó khó khăn như thế này thì ông nào làm fake được, đúng không? Đó, trời ơi, nhìn thiết kế quá đẹp, trông như kiểu mấy cái biểu tượng của thổ dân da đỏ ấy. Hay là kiểu như ông nào mà chơi những cái game kiểu Diablo 2, nó có những cái điểm checkpoint ấy. Thì đây kiểu cảm giác giống như thế. Và chai nước hoa này nó có tên là Serafimi. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái cảm hứng thiết kế của chai nước hoa này. Theo như mình đọc thì là được lấy thiết kế từ nhà thờ mộ chúa. Nên là mình cái này thì mình cũng không rõ. Nhưng mà cái tên Serafimi ở đây thì khi mà tôi làm video ấy, là tôi phải search rất là kỹ Serafimi. Lúc đầu thì những cái thông tin mà mình đọc được thì Serafimi nó như kiểu là nói về một cái vị thiên thần. Nhưng mà sau khi tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn, tại vì khi mà chúng ta tìm hiểu những cái nhà nước hoa như này thì nó có những câu chuyện đằng sau, và tự nhiên nó làm mình tìm tòi kiểu tò mò hơn, thì Serafimi nó được cái tên gọi khác, đó là Seraphim, chỉ là một cái gọi là bậc của thiên thần ấy, một cái đẳng của thiên thần. Và đây là cái đẳng này thì tập hợp những cái vị thiên thần gọi là có cái gọi là tầng gần với Chúa nhất. Và cái đôi hình ảnh, đôi cánh ở đây các bạn cũng có thể nhìn thấy đó. Cái đôi cánh thì những cái thiên thần ở trong cái đẳng Seraphim này thì họ luôn luôn có 6 chiếc cánh, 2 chiếc cánh để che mắt, 2 chiếc cánh để che phần thân, và 2 chiếc cánh sử dụng để bay. Tại sao họ lại có 6 chiếc cánh? Tại vì là khi mà họ gần với Chúa ấy, thì cái ánh hào quang của Chúa nó tỏa ra rất là mạnh mẽ, và nhiều khi là nó sẽ thiêu đốt. Thậm chí rằng những thiên thần ở trong cái đẳng Seraphim này thì những cái đôi cánh cũng như là cái ánh hào quang của họ tỏa ra đến chính những Seraphim khác đều không có thể nhìn trực tiếp được rõ thấy nhau. Đấy, thì đấy là cái lý do mà tại sao người ta đã thiết kế cái phần cánh như thế này. À, các bạn có thể nhìn thấy này. Ui, cánh này làm đẹp. Nhưng mà ở đây tôi là nhìn thấy chỉ có 22 thôi. Đấy, và mình cũng sẽ bảo editor làm một cái để cho các bạn dễ dàng nhìn thấy. Thực ra thì cái hình mà Seraphim ấy, cái hình đẳng Seraphim ấy, các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ở trong những cái liên quan đến Chúa. Ví dụ như kiểu một vài cái bức ảnh mà có 6 đôi cánh khác nhau, à 6 cái cánh khác nhau để có thể bao bọc lấy Chúa, cũng như là ở bên gần Chúa, thì mình sẽ gửi cho bạn edit cái một bài viết riêng về cái đẳng Seraphim này để bạn ấy có thể chèn edit vào. Nhưng mà mình thấy cái này cũng là một cái khá là hay, nhưng mà mình chưa tìm hiểu thực sự kỹ nên là cái việc mà chia sẻ nó có thể hơi đúng hoặc cũng có thể là có những cái đoạn nó sai, nên là cũng rất là mong những bạn nào mà tìm hiểu sâu cái này các bạn có thể chia sẻ thêm ở dưới để cho mình và những bạn xem kênh được biết đó. Nên là về cái phần thiết kế cũng như là cảm hứng thì chỉ xin phép là chia sẻ đến đây thôi. Bây giờ thì chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương. Thì theo như một số người chia sẻ là mùi hương này nó là một cái mùi đất. Nhiều người thì bảo là giống một cái mùi gọi là ở trong những cái hang rất là ẩm ướt. Nhưng với cá nhân mình, nếu như được chia sẻ về cái mùi hương Seraphimi của Adia Lê Văng thì mình lại có liên tưởng tới một câu chuyện, thậm chí là một bộ phim luôn. Thì mình sẽ liên tưởng như thế này, kể cái hình ảnh như này để các bạn dễ dàng hình dung nhá. Cái mùi hương này khi các bạn vừa mới giật như này ra, đây, nhìn này đó, thì các bạn đưa lên mũi, các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi đất tơi xốp rất là rõ rệt. Và cái mùi đất tơi xốp ở đây ấy, thì khi các bạn xịt ra và nó chạm trên da, nó sẽ lên thêm một cái vai mùi hơi kiểu khoáng chất nữa. Cái mùi khoáng thực sự là để những bạn nào mà trải nghiệm được thì có lẽ rất khó. Nhưng mà nếu như những bạn nào mà kiểu để ý đến những cái mùi kiểu khi mà vừa mới mưa xong này, hoặc là mùi của những cái nơi mà nhiều vùng núi đất đá mà có nước ấy, thì các bạn nhận thấy cái mùi kiểu trong, kiểu tự nhiên, rất là kiểu có nhiều khoáng chất. Tôi không biết miêu tả cái cảm giác đấy như thế nào, nhưng mà mình chỉ biết nói là kiểu cái mùi khoáng, mùi đất ẩm
tơi xốp kết hợp cùng với một chút hơi chua chua animalic kiểu động vật, thì cái top note của mùi hương này nó làm mình đúng đến hình ảnh, đó là như kiểu một cái mảnh đất rất là màu mỡ, nó được gọi là sới lên, đất nó xốp xốp, tưới nước vừa mới mưa xong. Và ở trên này thì ngoài cái mùi đất ra, nó còn có mùi của khoáng chất tít sâu ở phía dưới cái mảnh đất đấy. Và ở trên thì nó có mùi của cây cối, thậm chí là mùi của phân động vật. Đó, nó sẽ làm một cái tổ hợp mùi hương như vậy. Và sau khoảng tầm nửa tiếng cái mùi hương này nó nằm ở trên da, thì các bạn sẽ thấy được một cái hình ảnh chuyển tiếp. Đó chính là khi mà các bộ tộc đến những cái vùng đất rất là phù du này, nhiều kiểu khoáng chất, nhiều kiểu dinh dưỡng như này, thì họ sẽ định cư lại. Họ cũng sẽ sử dụng những cái tài nguyên thiên nhiên ở đây, rồi cũng sẽ có những cái tín ngưỡng riêng. Và lúc này thì cái cây cổ thụ nằm trên cái mảnh đất này nó bị chặt đi, nó sử dụng làm nơi hiến tế. Và lúc này thì cái nét tơi xốp nó sẽ dần dần mất đi, và các bạn nhận thấy chỉ còn nét chua chua lâm dâm của gia vị, cũng như là mùi của gỗ, những cái thân cây gỗ bị chặt ngang. Và người ta sẽ sử dụng nơi đấy để làm nơi tế thần. Những cái mùi gia vị, mùi động vật được sử dụng lên để tế ở đây. Và lúc này nó làm mình đúng kiểu nghĩ tới những cái kiểu bộ tộc kiểu thổ dân da đỏ như thế này. Mặc dù cái thiết kế này nó không liên quan, nhưng mà tôi cứ nghĩ đến kiểm checkpoint ở trong Diablo ấy, kiểu như thế. Đó, và về sau thì cái mùi hương này nó tiếp tục có một cái sự biến chuyển nữa. Nếu như mà hỏi mùi hương này biến chuyển có rõ rệt không thì mình chỉ thấy 3 khoảng. Nhưng mà nếu mà để nói theo dõi từng ly từng tí một, cứ tầm 10-15 phút để đưa lên, thì các bạn sẽ trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc, những cái hình ảnh khác nhau. Nhưng mà với mình thì ngoài hai cái hình ảnh ban đầu ra, thì dry down của cái mùi hương này nó có xu hướng nhẹ nhàng và mềm mại hơn rất nhiều. Cái nét gia vị cũng như cái nét chua của gỗ nó sẽ dần mất đi. Và lúc này thì cảm giác là cái thân cây này nó bắt đầu được phục hồi lại. Cái bộ tộc nó không còn ở đây nữa, không còn ai sinh sống ở đây, chỉ đơn giản là còn thiên nhiên, còn muôn thú thôi. Và cái thân cây này bắt đầu nó lại mọc lên, và nó tạo ra một cái mùi đất xanh, rồi mùi kiểu thoang thoảng nhẹ nhẹ, rất đặc trưng của không khí thiên nhiên. Đó, đó toàn bộ là những cái gì mà mình miêu tả ra. Nếu như mà tìm được một cái bộ phim nào mà miêu tả kiểu giả sử kiểu như thế, thì chắc chắn rằng là mình sẽ cố gắng bảo bạn edit cho vào. Nhưng mà cũng nghĩ rằng là chắc là rất là khó. Nhưng mà thực sự thì cái mùi hương này, ngoài cái việc đọc câu chuyện ra, thì mình còn thấy rằng là cái sự biến chuyển của em nó quá là hay. Và phải nói rằng là có lẽ phải dành rất nhiều thời gian để có thể thẩm và nghĩ ra được cái hình ảnh như vậy để review cho các bạn. Đấy, nói thật là để mà review chai này, những cái chai indie này mình thực sự rất rất ngại. Nhưng mà cũng rất là muốn giới thiệu đến mọi người rằng ở ngoài kia, trong thế giới nước hoa, nó có những cái mùi hương thực sự rất sáng tạo, mà không chỉ đơn thuần là thơm đâu, mà nó còn là cả một câu chuyện. Thậm chí rằng là nó còn viết lên lịch sử của rất nhiều những cái cuộc đời con người, hay là kể cả cái yếu tố chính trị như kiểu nhà Toskovac ở đây nữa, mà mình cũng đang có ở đây. Mình cũng đã xem xét là mình có nên review em nó không, tại vì nhà nước hoa này cũng có yếu tố chính trị rất là nhiều. Đó, nhưng mà có một cái điều, đó là nếu như bạn được thử nhà nước hoa này, thì hãy thử nó trên tâm thế là một người trải nghiệm, và đừng quên đọc những câu chuyện ở phía sau để xem rằng là mùi hương này thì người sáng tạo nó, người ta muốn truyền tải cái gì. Còn nếu mà bảo nói thật là em này thì có sử dụng xài được không, tôi nói thật là tôi không biết xài vào dịp gì luôn. Đấy, tôi chỉ sử dụng xài em này vào những cái buổi sáng khi mà tôi live stream với các bạn để tôi chia sẻ những cái cảm nhận về mùi hương thôi, hay là có bạn nào hỏi thôi. Còn nói thật là những cái mùi kiểu như này không thể nào xài được, và chắc chắn nó sẽ đi ngược với tất cả những cái suy nghĩ của các bạn về nước hoa, là nước hoa phải thơm. Thì không, đây chắc chắn là không thơm, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái sự thu hút một phần nào đó với những cái tệp rất nhỏ ngoài kia, những người chơi nước hoa. Nên là với Serafimi thì nó là một cái câu chuyện như mình đã vừa kể. Và nếu như có cơ hội thì hãy cứ thử trải nghiệm xem sao. Biết đâu thì chúng ta không chỉ đơn giản là có một cái mùi hương đặc biệt, mà chúng ta còn hiểu hơn về cái lịch sử, về những cái
mà nó liên quan đến cái yếu tố kiểu giã sử nhiều. À, tôi cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào về em nó, kiểu dành từ ngữ như nào để miêu tả em này rất là khó. Nhưng có một cái điều nha, đó là chai nước hoa này ngoài cái vấn đề là nhìn rất là dị như này, nhưng mà nó rất là nguy hiểm trong cái quá trình mà các bạn vận chuyển. Mình khi mà mình được kiểu đưa ý kiến là em có muốn mượn không, tôi rất là lăn tăn tại vì tôi rất lười ship lại những cái chai nước hoa này. Đây các bạn có thể này, cái chai này chỉ có một cái tư thế là đóng vào trong như này nhá. Nếu như các bạn xoay chắc chắn là nó sẽ gãy. Đợi, đấy, kêu rồi. Chưa xong rồi. Nếu như các bạn xoay chắc chắn là nó sẽ gãy cái đôi cánh này. Và với 55 chai được sản xuất ở trên thế giới thì các bạn thử nghĩ xem, mình kiểu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Nên là với những chai này chắc là xong video này tôi phải trả ngay lập tức, chứ tôi không có nhu cầu cầm thêm một giây phút nào cả, vì tôi rất sợ làm nó hỏng và nó cũng không phải là gu của tôi. Cái yếu tố tiếp theo đó là về phần hiệu năng, cũng như là về cái thời điểm làm sao để cố gắng xịt được. Tôi nghĩ đây là một cái chắc là nó cũng hơi thừa. Nhưng mà để mà chia sẻ về hiệu năng của em này thì em này nó lưu trên da mình khoảng tầm đâu đó 6 đến 7 tiếng. Không quá tốt. Đây là một cái điển hình của việc là một sáng tạo nghệ thuật cũng như là nồng độ nó rất là đậm đặc, nhưng nó chỉ lưu ở cái mức rất là hạn chế thôi. Người ta muốn truyền tải câu chuyện về cái chất lượng mùi hương nhiều hơn là về cái hiệu năng. Cái độ tỏa của nó cũng khá là nhẹ nhàng. Nó chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu trong khi vừa mới xịt và nó giảm dần theo thời gian luôn. Nó cũng không phải là một cái mùi kiểu ai cũng ngửi thấy. Nên là đôi khi có những câu chuyện ấy mà chúng ta, hay là có những cái bản nhạc hay mà chúng ta phải mất tiền để chúng ta đi nghe, thì đây là một trong những cái mùi hương mà chúng ta phải mất tiền để chúng ta trải nghiệm, mà chỉ mình chúng ta được trải nghiệm thôi. Đó, còn bảo là sai với gì, vì chắc là một cái ngày thực sự là kiểu rất là chán đời, hay là chúng ta được đi đến một cái bảo tàng nào đó, hay là chúng ta xem những cái bộ phim biên niên sử kiểu giã sử nói về một cái bộ tộc hay là một cái quá trình kiểu lịch sử của đạo cơ đốc giáo hay là gì gì đấy, hay chỉ đơn giản là một ngày nào đó search được một cái thông tin về gọi là cái đẳng thiên thần Seraphim, thì các bạn nhớ là ông Kiên đã từng review rồi, hay thế, đã từng có những người làm mùi hương như vậy, thế thôi. Nên là tôi nghĩ rằng là con này nó thật là các bạn xài đi chơi ấy, thì nói thật chả ai khen cái mùi hương này cả đâu. Một cái mùi hương cực kỳ kiểu đất đai, xong rồi hôi hôi, xong rồi kiểu thậm chí nhiều khi nó lên gia vị còn hơi kiểu tanh tanh lờ lợ cơ. Nhưng mà tóm lại là không có tính ứng dụng xài thực tế, nhưng người ta vẫn sản xuất, người ta vẫn bán và vẫn có rất nhiều người mua. Thì các bạn phải hiểu rằng là sẽ có đến một cái thời điểm nào đó các bạn sẽ gọi là đam mê và chơi nước hoa ở một cái mức độ không quan tâm đến mọi người nghĩ gì, mà chỉ đơn giản là thỏa mãn cái sự tò mò, cái sự khao khát về mùi hương mới cũng như là những cái câu chuyện ở đằng sau thôi. Với mình thì mình cũng bây giờ mình cũng rất thích nghe những cái câu chuyện của những cái nhà làm hương hay là về những perfumer, tại vì nếu như các bạn hiểu họ hơn thì các bạn cũng sẽ hiểu cái mùi hương tại sao nó lại có cái lý do mà nó lại có cái xu hướng làm mùi như vậy. Thì đó là Seraphimi của Ade Alivang. Không biết là có bạn nào đã sử dụng qua được em này hay chưa, hay là có những cái sản phẩm khác của nhà này mà các bạn được thử qua rồi, thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ phía dưới. Tôi biết video này là một cái video ít view, nhưng mà cũng để làm để biết rằng là mình đã từng trải nghiệm một cái mùi hương nó có câu chuyện hay ho đến như thế và mùi nó đặc biệt đến như vậy. Và cũng để nói rằng là kênh Kiên thì nó không chỉ là niche designer hay là kiểu clone, mà còn có cả những thương hiệu indie. Chỉ đơn giản là ít view quá nên là anh hạn chế làm thôi, nhưng anh vẫn sẽ làm Seraphimi. Và đừng quên việc like cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi nếu như các bạn chưa đăng ký. Còn bảo là share cái video này chắc là chả ai share đâu, vì các bạn cũng không được thử và cũng không quan tâm đâu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.